Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối đầu tiên cho mình gửi lời chào các bạn đang xem video mình và bạn đang nghỉ kênh, ủng hộ mình suốt thời gian qua. Và bên nay thì bên mình lại về mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chịu ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung Note 8 này. Samsung Note 8, con này là phiên bản màu gold. Màu gold nó chỉ có bản là RAM gì nhỉ? Màu gold bản Hàn 2 SIM này. Con này là bản Hàn 2 SIM. Con này là bản Hàn 2 SIM các bạn nhé. Đấy, máy zin bản 2 SIM. Hình thức đấy ạ, máy đẹp là trên 90%. Màu gold con này rất là đẹp ạ. Đấy. Màu gold Note 8 màu bút rất ok. Và bản Hàn 2 SIM này thì là cấu hình của nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong của nó là 64GB các bạn nhé. Đấy. Màn hình con Note 8 này thì là màn hình là 6,3 inch. Tràn viền ra ngoài là 6,3 inch. Đấy. Màn hình là tràn viền 6,3 inch. Mở khóa rất nhiều tính năng. Mở khóa khuôn mặt Note 8 thì các bạn cũng không lạ lẫm gì nữa thì các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp. Đẹp leng keng luôn. Đẹp như kiểu là mới luôn. Không khác gì mới nhé. Con này thì là màn đẹp không ám, bên con này thì chỉ gọi là hơi bị lưu một tí đi trên này thôi. Màn trắng sáng đẹp. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 4 triệu 200k các bạn nhé. Đây, 4 triệu 200k sản phẩm chiếc Samsung Note 8 màu gold các bạn nhé. Đấy, Note 8 màu gold. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 200k đấy ạ. Đấy, 4 triệu 200k. Rất là rẻ cho các bạn nhé. Con Note 8. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 màu gold này các bạn liên hệ hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn gần có thể qua trực tiếp cửa hàng mình. Và ở xa bên mình có ship. Và hình thức ở xa thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đây, Note 8 này 4 triệu 200k. Màn cực kỳ là đẹp đấy các bạn nhé, chỉ gọi là hơi lưu tí đi trên này thôi. Các bạn để ý thì kỹ thì mới thấy nhé. Đấy. Rất là ok, rất là đẹp. Đấy, Note 8 thì mình sẽ sang sản phẩm khác giới thiệu các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con này hôm nay là về được chiếc iPhone 6S Plus các bạn nhé. Đây, chiếc iPhone 6S Plus, con này thì máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. iPhone 6S Plus đấy ạ. Đấy, 6S Plus. Thì con này là bản quốc tế. Bản quốc tế gì nhỉ? Con này là bản quốc tế 64GB nhé. Đấy, con này là bản quốc tế này, 64GB. iPhone 6S Plus các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 600k. Con này thì là men zin, màn zin các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm ạ. Đấy. Nhà mình nay về được mỗi con này duy nhất thôi. Này. Pin con này mình sẽ xem pin phần trăm. Đấy, tình trạng pin con này là 92% nhé các bạn nhé. Pin là 92%. Đấy. iPhone 6S Plus này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu 600k. 6S Plus bản 64GB các bạn nhé. Vân chân vân tay đủ, men zin, màn zin. Nên là các bạn cứ yên tâm mua về xài yên tâm nhé. Bao các bạn đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhé. Đấy, iPhone 6S Plus ạ. 3 triệu 600k các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay là chiếc iPhone 6 thường lock nhé. Con này là 6 iPhone 6 lock này. Đấy. iPhone 6 lock đấy ạ. Con này là bản 16GB. Con này thì là vân chân vân tay đầy đủ. Men zin màn zin. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. iPhone 6 thường lock nhé. iPhone 6 thường lock bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng. Đấy, vân chân vân tay đủ. Các bạn mua về là một máy phụ, mua thêm một sim ghép là máy phụ cũng ok. Thứ nhất là mua về sim ghép là một máy phụ này, hoặc là các bạn chơi game, xem phim, nghe nhạc rất là ok nhé. iPhone 6 lock này 16GB này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy, rất là rẻ, iPhone bây giờ cực kỳ là rẻ. Đấy, vân chân vân tay đủ 1 triệu đồng. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 lock các bạn nhé, hàng ngày sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con Oppo, con này là Oppo F11 Pro ạ. Đấy, hôm nay mình vừa về con màu xanh này, con này là máy đẹp như là mới các bạn nhé. Đấy, Oppo F11 Pro. Đấy, màu xanh, máy đẹp như là mới. Mình sẽ xem con này là bản bao nhiêu ghi các bạn nhé. Mình sẽ xem bản bao nhiêu ghi. Đây, Oppo F11 Pro. Này, cấu hình con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Đấy.
F11 Pro. Đấy. Đấy, F11 Pro cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Màn hình con này là 6,53 inch nhé. Màn hình là 6,53 inch tràn viền đi ạ. Đấy. Đây camera đây ạ. Màn hình của nó là màn hình là gì nhờ, nói chung là ấy lắm. Nói chung là màn hình đẹp, màn hình cực kỳ. Đây camera sau đấy cực kỳ là sắc nét. Camera trước thò thụt đấy, rất là ok. Đấy. Các bạn mua về bán hàng livestream hoặc là tặng cho ông bà xã hoặc là người yêu rất là ok. Còn Oppo F11 Pro này, phiên bản này thì bên mình sẽ có tặng đây, hôm nay thì mình có cục sạc theo máy nhá. Con này thì là có được tặng kèm sạc và dây sạc theo máy ạ. Đấy. Đấy, con này thì có sạc nhanh theo máy nhá. Sạc nhanh Oppo theo máy á, này F11 Pro đấy ạ. Con này thì bên mình đang bán mặt với giá là 4.300.000 đấy ạ, 4.300.000 nhá. 4.300.000 sản phẩm Oppo F11 Pro đấy ạ. Máy đẹp như là mới luôn nhá, các bạn chỉ thiếu mỗi hộp thôi là các bạn bỏ hộp và các bạn thành máy mới luôn ạ. Đấy, rất là đẹp đấy ạ. Và tặng có tặng kèm sạc nhanh theo máy nhá. Này Oppo F11 Pro đấy. Đó. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F11 Pro thì các bạn nhớ đặt mình là sớm nhất nhá. Rất ok đấy ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con bạn là con chiếc này là chiếc Samsung A20s. Này. Samsung này là Samsung A20s. Con này là phiên bản là mình sẽ xem phiên bản là bao nhiêu ghi. Phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Máy đẹp là máy đẹp 90% đấy ạ. Đấy, máy đẹp 90%. Mặt sau thì có kiểu người ta khách người ta dùng ốp ấy. Các cái bụi ốp thì nó dính vào đây thôi. Đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là gì nhỉ? Con A20s này thì là màn hình của nó là màn hình là 6,5 inch nhé. Đấy, pin là trên 4000. Đấy, 4000 trên 4000 nhá. Đấy, màn hình là 6,5 inch. Đấy, 6,5 inch rất là to ạ. Đấy. Còn A20s này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000 nhá. Phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A20s này tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn nhớ hàng là sớm nhất nhá. Đấy. A20s này. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhá. Phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Oppo này là Oppo A3s ạ. Này, Oppo A3s. Con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền, tai trâu tai bò, pin thì là hơn 4000 các bạn nhé. Này. Oppo A3s đấy. Con này thì là máy zin nguyên bản các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.600.000 nhé. 1.600.000 sản phẩm Oppo A3s đấy ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này các bạn nhà hàng mình sớm nhất ạ. Nhiều bạn mình có hỏi là có nên đi mua hàng online không ấy, thì theo cái lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì biết tại sao, tại vì dịch Covid thì Việt Nam mình cũng đang chết rất nhiều người và diễn biến rất phức tạp, thì các bạn nên hạn chế ra ngoài đường. Thì Việt Nam năm nay là ưu tiên là các bạn là bán hàng coi như là ưu tiên là các bạn bán hàng online, thì các bạn nên mua hàng online. Các bạn ngồi ở nhà thì có người vác điện thoại cho các bạn nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Đấy. Và thứ hai là các bạn đi mua hàng online là các bạn là người cực kỳ thông minh. Các bạn sang xem shop của mình giá cả ok, các bạn mua máy bên mình. Còn không giá cả không ok, các bạn phải là sang shop khác. Rất là ok, rất là thoải mái ạ. Các bạn nên đi mua hàng online. Thì năm 2020 rồi, thời kỳ 4.0 rồi, thì các bạn nên đi mua hàng online cho mình nhé. Đấy, thì vì mua hàng online rất nhiều cái lợi, rất nhiều cái hay. Giá rẻ hơn vì do giá ở tiệm nhé. Vì mình bán ở tiệm mình bán còn khi đắt hơn là các bạn mình bán online cơ. Nhiều vì nhiều con máy mình bán có thi con này mình bán 4 triệu cơ. Nhưng mình bán online chỉ bán 3.600.000 thôi, rất là rẻ. Nên là các bạn yên tâm về giá cả đi ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A30s nhé. Đây. A30s ạ. A30s thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Hình thức con này cũng đẹp là 90% các bạn nhé. A30s đi ạ. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con A30s này thì là màn hình là 6,4 inch nhé. 6,4 inch ạ. Đấy. 6,4 inch, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. À, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng này, 3 camera này, 1 đèn flash này. A30s này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng nhá.
3 triệu đồng A30s đấy. 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 Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30s này các bạn nhận hàng mình được sớm nhất nhá. Bên mình đang bán các bạn giá là 3 triệu đồng nhá. A30s đấy, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Và hôm nay nhà mình về được hai con Mi. Hai con Mi này thì bên mình đang bán bạn với giá là 500k một con nhá. Giá cực kỳ lợn chết nhá. Đấy, các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân rất ok. Đây hai con Mi này. Hai con Mi này 500k nhá. Đấy. Đấy, giá coi như là học sinh sinh viên các bạn nhá. Đây, máy đẹp. Đây máy xả hàng của Xiaomi, hai SIM hai sóng một thẻ nhớ này. Đấy và còn zin tem của Xiaomi luôn các bạn nhé. Chỉ với giá 500k các bạn mua về cho tặng các em nhỏ này, ông bà bố mẹ người thân này hoặc là các cụ cao tuổi. Đấy các em nhỏ mà ra lớp bị không bị mất thì rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá, 500k một con nhá, rất là rẻ các bạn ạ. Đấy, và hôm nay mình có con lợn chết này. Con này là con Oppo gì nhỉ? Con này là con Oppo giới thiệu điện thoại. Con này là Oppo A71, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn con này thì là nó hơi bị kiểu ám ám vàng vàng xung quanh một tí này. Kiểu khách người ta tì, người ta dùng lâu người ta tì vào ấy. Đấy, màn nó hơi bị ám một chút. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 900k nhá. Con Oppo A71 này, A71 này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 900k nhá. Đấy là màn hơi bị ám chút hai bên này, kiểu người ti vào ấy. 900k nhá. Rất là rẻ đấy ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được hai con Soli nhá. Đấy, Soli XZ đấy, Soli XZ. Hôm nay nhà mình về được một con màu xanh này. Đấy và một con là màu đen. Soli XZ này thì bên gì nhỉ? Và cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, Soli XZ màu xanh này rất là đẹp nhá. Đấy, và màu đen này. Soli XZ. Đấy, máy zin nguyên bản nhá. Soli XZ này con này thì nó chạy chip Snap các bạn nhá. À, con Soli XZ này nó đang chạy là chip của nó là chip Snap 820, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, con này thì là nguyên khối kim loại nhá, được thiết kế coi như là cái thiết kế của nó ạ. Là nguyên khối kim loại. Đấy. Và chồng sạc, cổng sạc Type-C. Con Soli XZ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000. Máy là đẹp trên 90%. Hôm nay nhà mình về được hai con, một con màu đen và một con màu xanh này các bạn nhé. Soli XZ đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Soli XZ này tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB các bạn nhé. Tại hàng mình sớm nhất nhé. 1.600.000, cực kỳ là rẻ. Và buổi tối hôm nay thì nhà mình có hai con giá lợn chết này là hai con Samsung Z2 Bright thì con này là 800k một con nhá. Con này thì là màu hồng 800k này và con này màu gold cũng là 800k các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z2 Bright này tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là em học sinh rất là ok ạ. Đấy. 800k một con thôi các bạn nhá. Z2 Bright đấy ạ. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình buổi tối ngon và cuộc sống được hạnh phúc. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ đầu một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm nhá. Đây là hai số list hotline liên hệ trực tiếp bên mình nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, gần có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại bạn nhá.